Xin được trở lại với quý vị và các bạn trong phần thứ hai của ngày Chủ nhật là lễ các đấng linh hồn hôm nay. Giờ đây xin chúng ta cùng cầu nguyện, hiệp ý cũng như nhớ đến các linh hồn, trong đó có ông bà, cha mẹ, người thân yêu của chúng ta. Bài hát từ vực sâu tối tăm. Thấy trong thánh lễ an táng hoặc là trong những buổi đọc kinh cầu nguyện dâng lễ cho các linh hồn, chúng ta hay hát bài từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi, hoặc là từ vực sâu tối tăm giống như chúng ta vừa hát. Thực sự ra đây là một đoạn những câu của Thánh Vịnh hay nói về cái tư tưởng mà tội lỗi của chúng ta dìm chúng ta xuống hố mồ sâu, như là chúng ta đã chết trước mặt Chúa khi tội lỗi kéo chúng ta xuống, và rồi Chúa phục hồi chúng ta, đứng dậy để chúng ta trở nên tốt, giống như là tâm tình của vua David.
Nhưng mà tuy nhiên những người Công giáo Việt Nam đã mượn những cái tư tưởng này để giống như là cầu nguyện cho các linh hồn trong cái tâm tình các ngài chôn xuống dưới và ước mong Chúa Kitô phục sinh cho các ngài được trỗi dậy. Vâng. Và tại sao lại có cái việc là chúng ta hay nhớ đến các linh hồn, ông bà, cha mẹ, tổ tiên, những người đi trước chúng ta? Và có nền tảng như thế nào, thưa cha Danh, để giúp cho chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn? Tại vì chúng ta biết có một số giáo phái anh em Kitô hữu, chẳng hạn như một số giáo phái Tin Lành, chỉ tin là một, khi đã chết rồi thì một là lên, hai là xuống, chứ không có lưng chừng, không có cần ai cầu nguyện cho ai hết. Thường là nếu mà mình lành thánh, có ân nghĩa với Chúa thì mình lên thẳng thiên đàng, hai là mình tội lỗi thì mình xuống hỏa ngục. Còn cái vấn đề cầu nguyện cho các linh hồn, nó nói lên cái mầu nhiệm gì, thưa cha Danh, và cái niềm tin Công giáo về cái điều gì? Vâng, nó nói lên rằng trước hết là có đời sau, có linh hồn bất tử sau khi chết. Và nói lên rằng cái giáo hội chúng ta đang sống đây nè, tức là giáo hội lữ hành, và giáo hội khải hoàn trên thiên đàng, tức là các vị thánh, với cái sự cầu nguyện và với cái sự hy sinh của chính chúng ta, nhân danh Chúa Giêsu, thì có ảnh hưởng đến những người đã qua đời, nói cụ thể là các linh hồn, chứ không phải là chúng ta không làm gì được nữa. Bởi vì nếu mà thật sự chúng ta tin rằng một là lên hay là xuống mà thôi á, thì có biết không, bao cần nhiêu cầu người nguyện trong ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta có rảnh rỗi nhiều nữa, không cần phải cầu nguyện và không vâng. cho ông bà cha mẹ nữa. Vậy thì đó, nếu mà chỉ có thiên đàng và hỏa ngục thôi thì không có một động lực nào giúp chúng ta cầu nguyện cả. Nhưng mà cái niềm tin Công giáo rất là tuyệt vời. Tại vì thường á, tâm hồn chúng ta không ai gọi là trong sạch 100%, cũng không có ai gọi là thực sự là đen đúa và nhơ bẩn 100%, rất là hiếm, phải không ạ? Không ai thực sự là có một cái tâm ý mà chống Chúa hoặc là bỏ Chúa và nhất định trở thành kẻ thù của Chúa. Dĩ nhiên là cái số đó chúng ta phải cầu nguyện là họ phải là rất là ít, phải không ạ? Nhưng mà đa phần con người ai cũng đi tìm kiếm chân thiện mỹ, những cái thiện hảo, những cái tốt đẹp, nhưng mà đôi khi tìm kiếm ở sai chỗ. Và khi chúng ta tìm kiếm sai chỗ thì như tuần trước nói đến cái ngẫu tượng á, thì chúng ta rơi vào một cái tình cảnh là tâm hồn chúng ta bị vẩn đục, bị ô uế. Thì khi mà chúng ta chết á, thì giáo hội Công giáo tin vào luyện ngục. Đó là cái điều mà tôi muốn nói tới. Vậy thì luyện ngục là như thế nào chị Danh? Luyện ngục tiếng Anh có phải là purgatory? Purgatory. Vâng. Thì thật sự ra những câu hỏi liên quan đến luyện ngục là lúc nào nó cũng có hết, sách vở cũng như là discuss thảo luận. Thì thưa quý vị, giống như hồi nãy cha Thái có nói, tôi thiết nghĩ sau khi tôi chết, tôi không quá tốt lành, thánh thiện và tinh tuyền và đẹp lòng Chúa đến độ mà tôi bay lên thiên đàng ngay tức khắc. Ủa vậy hả? Mặc dù cha là linh mục hả? Chắc chắn như thế, mà tôi nghĩ okay. Chắc đa số là như vậy, có lẽ ai cũng vậy, ít nhiều. Rồi, và có lẽ tôi cũng không quá tệ, quá xấu, quá tội lỗi đến độ mà chết cái xuống hỏa ngục liền, mà có một khoảng ở giữa mà chúng ta tạm gọi là luyện tội, chúng ta tạm gọi là purgatory, một tình trạng hiện hữu, một tình trạng hiện hữu, một cái sự thanh luyện đó, luyện tội thanh luyện, thì cũng giống như là chúng ta học về những tôn giáo khác nói về cái sự gọi là cái gì, có cái sự gì giữa để trước khi mà lên cái sự hạnh phúc trọn vẹn của niết bàn gì đó, thì nó có một cái sự đầu thai gì đó. Nhưng mà dĩ nhiên không chúng ta không có tin giống như vậy. Chúng ta tin rằng ba điều rõ ràng: thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục. Thì nơi luyện ngục chúng ta được thanh luyện cách nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái sự thanh luyện ấy chúng ta cũng vẫn được ít nhiều thừa hưởng cái ơn cầu nguyện và hy sinh của các thánh trên thiên đàng, trong đó có Đức Mẹ, các thiên thần, các thánh, cùng với các tín hữu đang sống đây, trong đó có con cái, cháu chắt hay là ông bà cha mẹ của người đã qua đời, những hy sinh của họ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, để rồi cái sự cứu rỗi cũng như cái ơn cứu độ đến với cái người đã qua đời, chúng ta gọi là linh hồn đó, mau sớm hơn. Vâng, và vì thế đối với người Công giáo, chúng ta thấy trong cái mầu nhiệm các thánh thông công, thiên đàng, hỏa ngục,
Và đặc biệt là luyện ngục là một cái sự hiện hữu ra khỏi cuộc đời này, giúp cho tâm hồn chúng ta được thanh luyện. Thứ nhất là để đền những cái tội lỗi, những cái điều không tốt lành chúng ta làm ở đời này. Nhưng mà bên cạnh đó, cái điều quan trọng hơn là giúp cho tâm hồn của chúng ta, linh hồn bất tử của chúng ta được thanh luyện, được tẩy rửa sạch sẽ để chuẩn bị đối diện trong sự hiện diện của Chúa, là một ánh sáng tuyệt hảo nhất mà không thể nào tưởng tượng được. Chẳng hạn như một người ở trong phòng tối lâu ngày, chúng ta không thể chạy ù ra ngoài cửa nhìn thẳng vào mặt trời được. Chúng ta phải vô một cái phòng mà tối tối, rồi mỗi ngày cho sáng một chút ánh chút. Sáng vô, mỗi ngày cho chút ánh sáng vô. À. Cũng giống như một số cái bóng đèn tối tân bây giờ đó, chúng ta bước vào chúng ta mở từ từ đó. Mở từ từ, sáng từ từ. Sáng nhiều hay sáng ít. Thì thưa quý vị, hay nói một cách khác, tội lỗi hay là súc bờ, vua tội lỗi là ma quỷ đi, là đen đuổi ơi là đen thui. Rồi những vị thánh càng tuyệt vời, càng thánh thì càng sáng láng. Vâng. Thì á, để cho những người tội lỗi hay những người mà biết ăn năn thống hối bước vào cái con đường ánh sáng, cái thiên đàng của các vị thánh mà ai cũng có những cái nhân đức tám mối phúc thật, yêu thương, khoan dung, nhân ái, từ bi, tức là những nhân đức trên con người của họ toàn là tình yêu với đức tin và Thiên Chúa không à. Thì á, để những người đang ở trong bóng tối hòa nhập với các thánh trên thiên đàng tuyệt vời, hay đi vào bữa tiệc để ăn á, thì họ cũng phải có áo cưới, phải có ánh sáng, phải có những cái nhân đức. Thì chính cái điều mà từ từ để cho họ có được những nhân đức ấy, chúng ta gọi là thanh luyện đó. Tức là luyện lại, tập tành lại. Chúng ta biết thấy ở đời là rất là dễ hiểu. Trước khi bước vào một cái gì quan trọng, chúng ta cũng phải rèn luyện để đi chuẩn vào cái sự quan trọng ấy. Ví dụ như là gia nhập lính, phải tập dữ dội lắm mới được cầm súng đi chiến đấu. Thì cũng thế, bước lên thiên đàng, chúng ta bước vào cái sự hạnh phúc, chúng ta cũng phải có được một những cái áo, những cái nhân đức. Chứ nếu không chúng ta vào trần trụi rồi, đen đuổi rồi xấu xí, cũng không được. Chính vì thế, cái tư tưởng thanh luyện nó thế nào chúng ta không hoàn toàn biết rõ, nhưng chỉ biết rằng nó là cái khoảng giữa, khoảng thời gian để trước khi chúng ta được chiêm ngưỡng ánh sáng tuyệt vời của Thiên Chúa. Và trong một cái phần để giúp cho những linh hồn được thanh luyện đó, là cái sự cầu nguyện của chúng ta. Và vì thế mà giáo hội trong truyền thống lâu đời luôn luôn tưởng nhớ để cầu nguyện cho những người đã qua đời. Và trong cái lời nguyện thánh thể nói điều gì về cái chuyện này thưa cha Danh? Vâng, trong bất cứ cái lời nguyện thánh thể của những thánh lễ có bốn lời cầu nguyện khác nhau trong cái phần truyền phép thánh thể, và sau đó thì lời nào nói chung cũng có cái phần sau khi truyền phép thánh thể nói thế này: xin Chúa cũng như đến ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng con đã qua đời trong tình thương của Chúa, xin cho tất cả được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Đó thì những cái người đó chúng ta cầu nguyện đó, trong tâm tư chúng ta có thể nghĩ đến bất cứ những ai chúng ta nghĩ đến, mà dù cho chúng ta không nghĩ đến thì lời cầu nguyện ấy cũng bao gồm có họ nữa. Vâng. Chính vì vậy mà tôi thấy rằng cái nét đẹp của đạo Công giáo nó nằm ở chỗ đó, không bỏ rơi một người nào. Và có một cái sự liên đới từ đời này đến đời sau, tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ chúng ta. Cái tâm tình của con người nó nằm ở chỗ đó, thưa quý ông bà anh chị em. Chứ không thì nó bi đát lắm, chứ không là thôi người này chết rồi là hết. Để trong cùng lắm hình ảnh trong album, rồi sau đó thì thôi, không cần nhớ tới, không cần liên hệ, không cần cầu nguyện gì cả. Thì tôi thấy đó là một trong những cái sự mà nó bi đát. Nhưng mà cái điều diễm phúc hơn là chúng ta đều liên đới với nhau. Đối với những người dân tộc của Việt Nam chúng ta thì chúng ta làm gì thưa cha Danh? Vâng, dân tộc Việt Nam của chúng ta có một những cái thói quen rất là tốt. Đó là nghĩ đến ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Những người mà thật sự ra người Việt Nam chúng ta chẳng có ai mà không có đạo theo cái nghĩa hoàn toàn hết đó. Vâng. Người nào cũng có tôn kính ông bà cha mẹ tổ tiên, thờ ông bà cha mẹ nữa. Thì tôi thiết nghĩ đó là cái đạo tự nhiên trong máu mủ của người Việt Nam chúng ta. Thì thiết nghĩ cái ngày lễ các linh hồn này là một cách nhắc nhở cho chúng ta rằng những người Kitô hữu, những người Công giáo không bao giờ quên những người thân yêu của mình đã qua đời, nhất là ông bà cha mẹ. Vâng, những hình ảnh chúng tôi trình bày nào là cơm rồi gà, xôi gà rồi trái cây này kia đó là một cái tập tục gọi là đạo thờ kính ông bà của Việt Nam rồi hình ảnh nữa. Nhưng mà
thay vì là mua gà, heo, xôi, cơm này kia để mà nói thôi mời ông bà về xơi đi, rồi cuối cùng những người con cháu là những người hưởng sái, mà lại là bằng lời cầu nguyện, bằng sự chiêm niệm, bằng sự hiệp thông, bằng những hy sinh của chúng ta. Chúng ta kết hiệp trong sự chuẩn bị thiêng liêng đối với những linh hồn đã đi trước, để một ngày nào đó tin tưởng rằng họ được Chúa bảo bọc họ bằng ánh sáng ơn cứu độ của Chúa. Vì thế trong phần 3 của chương trình, chúng tôi sẽ đến với quý vị để cùng tiếp tục chia sẻ chính lời hằng sống của Thiên Chúa trong Chúa Nhật phụng vụ hôm nay, nhắc nhở cho chúng ta. Trong giây lát, xin đừng rời màn hình TV.